Theo cáo trạng, trưa ngày 30 tháng 10 năm 2020, lực lượng công an tỉnh An Giang tuần tra tuyến biên giới Việt Nam Campuchia thuộc phường Vĩnh Ngươn thì phát hiện bị cáo Nguyễn Hoàng Út mạnh điều khiển vỏ tắc dáng từ hướng Campuchia đến khu vực tổ 07, khóm Vĩnh Khánh Bột, phường Vĩnh Ngươn, cặp vào bờ đường Tuy Biên. Cùng lúc, bị cáo Nguyễn Văn Minh, Trần Văn Hải, Nguyễn Hữu Phước và Võ Văn Trung đi bộ đến lấy 3 bọc ni lông, bên trong có chứa gần 51 kg vàng, 99,99%, ,99%, tương đương 1.357 lượng. Lực lượng liên ngành bắt giữ được Hải cùng tăng vật. Còn Minh, Út, Phước, Trung bỏ trốn. Cùng ngày, Minh cùng Võ Minh Tâm, Phan Văn Bù đến trụ sở công an đầu thú. Kết quả giám định cho thấy số vàng có giá trị hơn 71 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác, xác định, các bị cáo Trần Thị Thảo Trang, tiệm vàng Thảo Kim Thành, Nguyễn Thị Tuyết Vân, tiệm vàng Vân An, Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa, tiệm vàng Kim Ngọc Mai, Trương Văn Liêm, tiệm vàng Trương Liêm và Trương Thái Nguyên, tiệm vàng Trương Hưng và Dương Công Cường có thỏa thuận chuyển tiền đô la Mỹ từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng của Tuốt, Hía, Phana sống tại Campuchia, không rõ họ, tên, địa chỉ cụ thể chuyển về Việt Nam. Tuốt, Hía, Phana thuê hành vận chuyển tiền đô la Mỹ, vàng giao cho Tuyết Vân, Nghĩa, Cường và Nguyên, sau đó giao lại cho Trang ký hiệu trên mỗi gói tiền đô la Mỹ, vàng được quy ước riêng tương ứng với từng tiệm vàng. Tiền công vận chuyển mỗi 100 đô la Mỹ là 70 đô la Mỹ mỗi kg vàng là 15 đô la Mỹ để vận chuyển tiền đô la Mỹ vàng qua biên giới, Hạnh thuê và phân công bị cáo phấn lộc trực tiếp liên hệ với nguyên cường tuyết vân nghĩa tiền đô la Mỹ ra vàng và nhận tiền công vận chuyển. Lộc, Bạch Vân kiểm đếm số lượng tiền đô la Mỹ, vàng, rồi cùng các bị cáo khác vận chuyển đô la Mỹ sang Campuchia và nhận vàng vận chuyển về nhà của Hạnh để giao lại các tiệm vàng. Một nhóm bị cáo khác được phân công cảnh giới đường đi. Bị cáo hành bị cáo buộc có vai trò thuê điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền đô la Mỹ sang Campuchia và nhận gần 51 kg vàng. Quá trình điều tra xác định các bị cáo thỏa thuận chuyển tiền đô la Mỹ từ Việt Nam sang Campuchia để mua vàng chuyển về Việt Nam.